Đi lâu lắm rồi mới lên tới nhà thờ Sapa đây. Hôm nay là thờ Sapa có cái ngày Châu Lượt. Lâu lắm rồi mới lên đây khác. Đấy, xung quanh cảnh quanh cảnh nhà thờ. Đấy, cái nhà trung tâm mục vụ Sapa. Quảng trường rất rộng. Đấy, nhà thờ đấy. Trời hôm nay hơi sầm sì thôi. Siêu cảnh đẹp.